chấn động tiên tri chính xác 100%, đầu năm 2024, năm con giáp ăn trọn lộc trời, bất ngờ đổi đời đại gia, sự nghiệp phất mạnh như vũ bão, tiền tỷ nườm nượp kéo về nhà. Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, vận thế luôn không ngừng thay đổi, lúc thịnh vượng, lúc lại suy vong. Không ai là không thể tránh được vòng quay của vận thế, nhưng hơn nhau ở chỗ là nếu nắm bắt cơ hội và những lúc vận khí tăng cao, chắc chắn sẽ mang về chiến lợi phẩm bất ngờ và đổi vận rực rỡ. Mới đây nhất, khi luận giải lá số tử vi năm 2024 cho 12 con giáp, các bậc thầy tử vi đã tiết lộ rằng đầu năm 2024 tới đây sẽ có 5 con giáp đổi vận rực rỡ, lộc lá kéo tới như mưa, từ thời gian này trở đi sẽ sung túc và giàu có. Nếu nắm bắt được thời cơ, thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp vừa giàu có, lại nhàn hạ trăm bề, mọi khổ cực đều tan biến, thay vào đó là sự an yên nhiều tiền và viên mãn cho đến hết cuộc đời. Ngay sau đây hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu xem mình có thuộc một trong 5 con giáp may mắn đó hay không quý vị nhé. Con giáp đầu tiên, xin chúc mừng tuổi Ngọ. Xin chúc mừng tuổi Ngọ, bởi theo dự báo tử vi 2024 cho biết, bản mệnh sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với năm ngoái, đáng mong chờ vào một năm làm ăn suôn sẻ. Tiền bạc thu đầy túi, con đường công danh sự nghiệp của đương số có những khởi sắc nhất định so với năm cũ, nhưng chưa đến độ nở rộ và vẫn sẽ tiềm tàng không ít nguy cơ. Vì thế có thể thấy rằng, bạn thành công hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất là cách hành xử của bạn khi đối diện với những sự việc hoặc những con người khác nhau. Thiên ấn và tỷ kiên đồng hành cho thấy đầu năm này, bạn giữ được đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Nếu tập trung làm việc, bạn có thể đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, giúp ích cho việc khẳng định vị thế, thậm chí có thể trở thành người dẫn đường, giúp tập thể tìm ra hướng đi mới phù hợp. Hãy luôn nhiệt tình và cố gắng trong công việc, bởi công sức của bạn sẽ luôn được lãnh đạo nhìn nhận và đánh giá cao. Nếu giữ vững được lập trường của mình, cuối năm bạn không thiếu những cơ hội thăng chức tăng lương, nhận được sự ngưỡng mộ và nể phục của mọi người. Cát tinh phượng các cho thấy các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển khá tích cực, bạn làm quen được với những đồng nghiệp tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mình lúc khó khăn, tìm được người cùng chung chí hướng, cùng cố gắng hướng tới mục tiêu chung. Nhờ có họ mà công việc của bạn tiến triển suôn sẻ hơn hẳn, khó khăn cũng không còn quá đáng sợ, có nhiều cơ hội thành công đến với bản mệnh đầu năm 2024 này. Song bạn chớ vì thế mà trở nên kiêu ngạo hoặc lơi là, bởi nhiều hung tinh vẫn luôn rình rập, báo hiệu nguy cơ có thể ập đến với bạn bất cứ lúc nào. Hung tinh phi liêm và thiên cầu cảnh báo, dù gặt hái được thành công lớn lao bạn cũng chớ nên coi thường người khác. Nếu bạn quá hoang hoang thì dễ làm mất lòng người khác, khiến kẻ tiểu nhân chú ý gây chuyện đạt điều cho bạn, đẩy bạn vướng vào thị phi hoặc cướp mất công lao bấy lâu nay bạn tốn công gây dựng. Khi vướng phải rắc rối bạn cũng cần chú ý hơn trong cách hành xử. Chớ nên nóng nảy nói những điều hoặc có những hành động không phù hợp, người khác có thể lấy đó làm cái cớ để hạ bệ bạn, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn. Tình hình tài chính của người tuổi Ngọ có những quãng thăng và những quãng trầm đầu năm 2024 này. Do đó mà bạn cần phải luôn tập trung vào nhiệm vụ của mình, chỉ cần lơ là một chút thôi cũng tạo ra cơ hội khiến cho tiền bạc thất thoát. Với người làm công ăn lương, thiên ấn nhận thấy nếu bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khẳng định được vị thế của mình thì không thiếu các cơ hội được lãnh đạo khen thưởng, cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc tăng lương cứng, công sức bạn bỏ ra sẽ luôn nhận được sự đền đáp xứng đáng. Một số người thi tuyển đạt kết quả tốt cũng sẽ được chọn vào công ty phù hợp với năng lực của mình. Bạn hãy tự tin trao đổi thỏa thuận mức lương như mong muốn, nếu bạn làm việc tốt thì chẳng nhà tuyển dụng nào lại keo kiệt trong chuyện trả lương cho bạn. Tuy nhiên, khi đã bắt tay và làm việc gì thì bạn cần hết sức tập trung, kể cả trong những công việc quen thuộc để tránh xảy ra lỗi. Nếu để sai phạm xảy ra thì việc bạn phải dùng tiền của mình để đền bù là khó tránh khỏi. Việc làm ăn của người làm kinh tế nhìn chung mình ổn, không biến động quá lớn, không có cái gọi là cơ hội hốt bạc của thiên hạ. Song may mắn là đương số cũng không đối diện với quá nhiều nguy cơ hay rủi ro tiềm tàng. Tự chung lại, tài chính cân bằng thu chi cân đối, tiền bạc và gia đều đặn, đời sống vật chất khá rủng rỉnh. Năm 2024 là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định vị thế của mình trong lòng khách hàng. Tìm cách mở rộng quy mô làm ăn từ từ, chậm mà chắc. Khi vị thế của bạn đã vững vàng trên thị trường, thì lượng khách hàng sẽ ngày một đông đúc, tự khắc tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn. Tử vi năm 2024 tuổi Ngọ nhận định, đương số sẽ đón một năm khá hài hòa và bình yên trên phương diện tình cảm. Bạn nên chủ động hơn trong chuyện tình cảm và có ý thức vun vén hạnh phúc gia đình, như vậy thì sẽ được tận hưởng nhiều hạnh phúc. Người độc thân được vượng các xe duyên, nên các mối nhân duyên có nhiều cải thiện,
bản mệnh không chỉ quen đường với nhiều bạn bè đồng nghiệp tốt mà còn có cơ hội tiếp xúc với một vài đối tượng khá lý tưởng. Với người đã có đôi có cặp hay đã lập gia đình, quan hệ giữa hai người thiên về sự ổn định, đầu năm 2024 này, hãy dành nhiều thời gian hơn nữa để ở bên cô ấy. Cùng lắng nghe chia sẻ tâm sự với nhau, cùng cổ vũ nhau vượt qua sóng gió, hai bạn luôn tin tưởng và ủng hộ nhau thì chẳng có bất cứ thế lực nào có thể chia rẽ được. Theo tử vi dự báo, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ có vận trình may mắn hơn cả ở đầu năm 2024 này, cụ thể như sau. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Để nói tới con giáp may mắn tới mức đỏ cả tiền lẫn tài lộc đầu năm 2024 này thì không thể không nhắc đến người tuổi Bính Ngọ. Khoảng thời gian trước đây con giáp này bị hung tinh vây hãm nên khó khăn chồng chất, trở ngại vô số. May sao giờ đây vận hạn cuối cùng cũng đã qua, thời điểm này bản mệnh có quý nhân ở bên nên mọi sự cũng dễ dàng suôn sẻ hơn gấp nhiều lần, và tuổi Ngọ sẽ cảm nhận được hương vị hạnh phúc ngọt ngào khi chẳng còn nơm nớp lo âu về chuyện gia đình, chuyện tiền bạc nữa. Được các tinh thiên hỷ kim quỹ cùng bảo hộ, chỉ cần chờ thời cơ tới thôi là lúc mà tuổi Ngọ sẽ chờ mình đổi vận luôn đó. Đặc biệt đào hoa cực vượng, những chú ngựa sẽ sớm nở nụ cười thỏa mãn với tình yêu mà mình có và gia đình mà mình đã gìn giữ bấy lâu. Thêm nữa công việc suôn sẻ và thuận lợi vô cùng, tiền bạc kiếm được cũng chẳng ít ỏi chút nào. Cuộc sống rực rỡ như ánh thái dương chiếu rọi đang chờ đón con giáp này ở ngay phía trước, bản mệnh hãy tăng tốc mà tận hưởng đi nhé. Con giáp thứ hai, xin chúc mừng tuổi Mão. Con giáp thứ hai may mắn được gọi tên không ai khác chính là người tuổi Mão. Năm mới 2024 hứa hẹn thời gian này, nhiều điều cát lành sẽ mang tới cho đương số sự tươi sáng. Nhiều thành công mới rực rỡ, nhờ có thiên quan trợ lực, công việc dù tăng về khối lượng và áp lực, nhưng cũng đồng thời tăng về chất lượng và hưởng thụ tinh thần. Đương số tập trung phát triển bản thân, tham vọng mạnh mẽ hơn, nguồn động lực dồi dào, hễ đặt mục tiêu là sẽ đạt được theo ý muốn. Thiên tài hỗ trợ mạnh mẽ về phương diện tài chính, thu hút thêm thu nhập ngoài luồng từ kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, nguồn thu nhập chính thì vẫn chưa có dấu hiệu tăng mạnh. Có điều vào những thời điểm vận khí xuống, có nhiều hung tinh gây hại như thiên cẩu hoặc tang môn, tuổi Mão dễ suy nghĩ tiêu cực, hành xử thiếu suy nghĩ hoặc xuất hiện thế lực ngầm cản trở, họa từ đó mà ra. Bởi vậy, dù vận khí đang trên đà ổn định, mọi thứ tưởng chừng như vào guồng, nhưng đương số đừng vì thế mà chủ quan khinh suất hoặc kiêu ngạo kẻo hối không kịp. Nhờ có thiên quan trợ lực, công việc dù tăng về khối lượng và áp lực, nhưng cũng đồng thời tăng về chất lượng và hưởng thụ tinh thần. Đương số tập trung phát triển bản thân, tham vọng mạnh mẽ hơn, nguồn động lực dồi dào, hễ đặt mục tiêu là sẽ đạt được như ý muốn. Thiên tài hỗ trợ mạnh mẽ về phương diện tài chính, thu hút thêm nguồn thu nhập ngoài luồng từ kinh doanh buôn bán hay đầu tư, nguồn thu nhập chính chưa có dấu hiệu tăng mạnh. Đầu năm Giáp Thìn, thiên tài đại diện cho thành quả trong công việc, thiên quan đại diện cho chức phó, cơ quan hành pháp. Khi hai các thần này hỗ trợ, rất có lợi cho những ai làm trong lĩnh vực liên quan đến luật pháp, hành pháp, mức độ thăng tiến rất cao. Đầu năm 2024 hầu như nguồn thu nhập chính của đương số không biến động mạnh do ảnh hưởng khách quan của thai vận nói chung. Do bản thân chưa thực sự tham vọng và chấp nhận những mối làm ăn rủi ro và mạo hiểm, ngần thu nhập phụ có tăng do thiên tài hỗ trợ. Tuy nhiên nó được đánh đổi bằng nhiều mồ hôi công sức hơn, đòi hỏi đương số cần sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn mọi việc. Đầu năm 2024 sẽ có nhiều việc lớn phát sinh trong gia đình như ma chay, hiếu hỉ, cho con cái học hành, đi du học, du lịch, khiến cho tiền bạc tụt giảm, lúc có lúc không, tài chính nhiều bất ổn, rất cần khoản tích lũy từ trước. Xem tử vi tuổi Mão năm 2024, Bách Việt và Hàm Trì đều là những các tinh chủ về đào hoa, sẽ mang tới hỷ tín cho người tuổi Mão. Nam nữ dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý, đặc biệt là nam mệnh. Được quý nhân xe duyên mai mối, phát triển được nhiều mối quan hệ cát lành, không những tốt cho tình cảm cá nhân mà cả công việc cũng thêm phần thuận lợi. Với người đã có đôi có cặp nên tận dụng thiên thời địa lợi mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công rất cao. Tuy nhiên với những ai kết hôn đã lâu, cẩn thận vướng đào hoa dữ, chủ về mâu thuẫn tình cảm do kẻ thứ ba xen ngang phá hoại, nếu không tỉnh táo và bình tĩnh rất dễ chia ly. Nhìn chung sức khỏe khá tốt, đương số không mắc bệnh tật nghiêm trọng, nhưng vì xung khắc với ngũ hành lưu niên mà đau ốm vặt khó tránh. Ngoài ra cần hết sức đề phòng vấn đề đi lại, nhất là khi xuất hành xa, tránh gặp phải bất trắc do tai nạn xe cộ. Theo tử vi dự báo, tuổi Ất Mão sinh năm 1975 sẽ là con giáp có vận trình may mắn và hanh thông hơn cả. Đầu năm 2024 này vốn là người thông minh, nên cuộc sống của người tuổi Ất Mão luôn tràn đầy màu sắc,
chẳng chút nhàm chán, bạn cũng được lòng bạn bè tin tưởng và quý mến. Tuy nhiên, nếu như vẫn chưa hài lòng với cuộc sống, tình yêu và tiền bạc mình đang có, thì con giáp này hãy chú ý để nắm bắt cơ hội thay đổi vận mệnh của mình nhé. Xem tử vi phương Đông, con giáp này sẽ đón nhận quý nhân đến bên mình. Quý nhân này có thể chính là bạn bè, là những mối quan hệ xã giao mà con giáp này thu nạp duy trì BA lâu nay. Quý nhân chỉ đường dẫn lối, tuổi Ất Mão muốn tình yêu có tình yêu, muốn tài lộc có tài lộc, thậm chí muốn thăng quan tiến chức cũng được luôn. Điều quan trọng là bản mệnh phải có mong muốn, có quyết tâm và nỗ lực đến cùng. Tài vận phát đào hoa vận cũng vượng, nhưng nếu bạn không chịu cố gắng chỉ ngồi chờ sung dụng thì chẳng có gì ở phía trước đâu. Người độc thân nếu muốn sớm thoát kiếp ế thì hãy năng gặp gỡ mọi người, làm quen với các đối tượng đi nhé. Mà điều quan trọng hơn nữa là nhớ chăm chỉ kiếm tiền, khi bạn có tài chính vững vàng thì mọi chuyện trong cuộc sống cũng sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Bản thân bạn cũng sẽ tự tin hơn vì có tiền dắt lưng, mà người ấy ở bên cạnh bạn sẽ có cảm giác an toàn hơn nữa. Con giáp thứ 3, xin chúc mừng tuổi Thìn. So với tử vi năm ngoái, tử vi năm 2024 giai đoạn đầu năm của người tuổi Thìn sẽ khởi sắc trông thấy, được nhiều cát tinh hỗ trợ. Đây chính là thời điểm để người tuổi Thìn xây dựng và phát triển sự nghiệp, có tử vi và long đức cát tinh che chở, mọi sự dễ thành, hứa hẹn những thành công mang tính đột phá. Có điều năm nay bạn phạm vào năm tuổi, báo hiệu cũng có nhiều sự cạnh tranh áp lực, mâu thuẫn tị phi hay có sự thay đổi, điều chỉnh vị trí chức vụ trong công việc. Đầu năm có nhiều cát tinh hỗ trợ, vận khí cát lành tăng mạnh, dù là người làm công ăn lương hay tự mình làm chủ, nên thay đổi để tạo sự đột phá hay tìm cơ hội mới cho chính mình. Theo đó, bản mệnh mạnh dạn tiến hành những dự định đã ấp ủ tới lâu, thậm chí nếu bạn muốn thay đổi công việc, hướng bản thân sang lĩnh vực hay ngành nghề khác đều thuận lợi. Khởi nghiệp đầu năm 2024 sẽ mang đến nhiều cơ hội khẳng định và phát triển tài năng của bản thân, tuổi Thìn hoàn toàn có thể thử sức. Có điều vạn sự khởi đầu nan, ban đầu va vấp khó khăn trở lực, cần phải kiên trì nỗ lực và theo đuổi mục tiêu tới cùng mới có đường thành công mong muốn. Bên cạnh đó, cần hành sự thận trọng để phòng tiểu nhân quấy phá. Với người đang giữ chức vụ quản lý lãnh đạo, năm 2024 chính là năm để bạn xây dựng hình ảnh tốt đẹp, tạo lập niềm tin để củng cố phần nâng cao địa vị cũng như uy tín tầm ảnh hưởng. Phần khí của người tuổi Thìn dần khởi sắc, mang đến nhiều cơ hội về tài chính. Có thể nói năm nay chính là thời điểm lý tưởng để đổi mới cách thức kiếm tiền và làm giàu. Tử vi tuổi Thìn năm 2024 còn báo hiệu đầu năm có chính tài xuất hiện, báo hiệu cách thức làm giàu chủ yếu của bạn là thông qua công việc chính, chứ không phải những việc kiêm nhiệm ngoài luồng. Bên cạnh đó, cần kiếm tiền bằng các phương pháp chính thống, tuân thủ pháp luật thì mới bền vững. Nếu làm ăn phi pháp, giở trò mờ ám sẽ lập tức vướng vào vòng lao lý họa ngục tù. Lưu ý, kiếp tài và tiểu hao hung tinh mang tới dấu hiệu phá tài rõ nét. Tuổi Thìn có thể tập trung phát triển hay mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất. Nhưng riêng với việc đầu tư vào các hạng mục mạo hiểm như chứng khoán, tiền tệ, ngoại hối, bất động sản nên hạn chế vì mức độ rủi ro rất cao. Nhìn chung, tài vận đầu năm 2024 của người tuổi Thìn ở mức khá, có thu có chi, có được, có mất, nhưng đa phần là được nhiều hơn mất. Chất lượng đời sống vật chất nâng cao, chi phí phát sinh cũng ngày càng nhiều, bản mệnh vẫn cần phải chú trọng tích lũy và chi tiêu tiết kiệm. Dù tiền túi có dày đến mấy mà chỉ có chi không có thu vào, thì cũng có ngày cạn kiệt, khả năng cao đầu năm này bản mệnh sẽ mất khoản chi phí rất lớn cho việc học hành, giáo dục con cái hoặc sức khỏe của cha mẹ hai bên nội ngoại. Nên chuẩn bị sẵn khoản tích lũy để có thể chủ động trong mọi tình huống, tránh phải vay mượn người khác. Tử vi tuổi Thìn còn báo hiệu những đột phá bất ngờ về chuyện tình cảm, hôn nhân xuất hiện hồng loan chủ đào hoa chiếu mệnh, mang đến những trải nghiệm thú vị trong tình yêu hôn nhân cho bạn. Cát tinh này thúc đẩy nhân duyên cát lành, khiến cho từng lời nói hành động hay biểu cảm tâm lý của tuổi thì đều tạo sức hút mãnh liệt với người khác giới. Lại thêm cát tinh long đức giúp mở rộng các mối quan hệ xã giao, tăng cường nhân duyên khác giới, vô cùng có lợi cho những ai còn độc thân. Với những người đã kết hôn gia đạo bình ổn, vợ chồng ngày càng gắn kết khi cùng nhau trải qua hỷ sự như chuyện sinh con đẻ cái, cho con cái ăn học thanh tài. Theo tử vi cho biết, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 là con giáp sẽ may mắn thanh thông hơn cả trong thời gian này. Xem tử vi, con giáp này bước vào những ngày tháng vận trình thăng cấp đáng kể. Đó là bởi tuổi Bính Thìn đang được quý nhân chống lưng nó, song hỷ lâm môn, cả tiền bạc và tình yêu đều có. Con giáp này quả thực may mắn hết cả phần người khác rồi. Cơ hội dồn dập đến với bản mệnh, khiến cho những chú rồng có phần không tin vào mắt mình, không tin với những gì tốt đẹp đang có ở trước mắt. Tài lộc dồi dào, tiền kiếm dễ như trở bàn tay, con giáp này không còn phải lo chạy vậy lo toàn về tiền bạc nữa, chuyện tình cảm lứa đôi cũng ngày càng tốt hơn.
không còn mâu thuẫn giận hờn, mà thay vào đó là sự sẻ chia, cảm thông, khiến cho mối quan hệ vững chắc hơn nhiều. Tuy nhiên cũng xin nhắc nhở tuổi Bính Thìn rằng, thời gian tới sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm, bạn sẽ gặp các vấn đề về xương khớp tiêu hóa nên chú ý. Con giáp thứ tư, xin chúc mừng tuổi Dần. Khác với tử vi tuổi Dần năm 2023, bước sang năm 2024, đánh dấu bước phát triển cho mình của con giáp này ở phương diện công danh, sự nghiệp. Khi được khá nhiều các tinh hậu thuẫn, dù ở môi trường nào tuổi Dần hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình. Được cả sao chính ấn và chính quan chủ về công danh chiếu mạng, đây sẽ là cơ hội để Dần lấy lại những gì đã mất trong năm 2023 trước đó. Có thể thấy con giáp này đang tự tạo ra động lực cố gắng cho bản thân, bởi nếu không tự mình có đam mê, sẽ rất khó có ai đó hay việc gì đó đủ năng lực để khiến cho tuổi Dần phải thay đổi suy nghĩ. Trong năm 2024 này, bạn cũng khá hăng hái khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân, qua đó khẳng định vị trí của mình. Nếu được trao cơ hội bồi dưỡng, bạn nên nắm chắc để trang bị cho mình những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, đừng ngại va chạm, bởi phải có va chạm và cạnh tranh bạn mới dần tốt lên mỗi ngày. Thêm cả sự xuất hiện của sao Thái Dương, cát tinh này có lợi cho nam mệnh hơn nữ mệnh. Trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân, nhờ vậy bạn có thêm sự xông xáo, dám nghĩ, dám làm, dám đánh đổi để theo đuổi mục tiêu. Tưởng chừng mọi thứ cứ tiếp tục suôn sẻ như vậy, nhưng do ngũ hành của Dần tương khắc với ngũ hành lưu niên, khó khăn cũng có thể ập tới bất cứ lúc nào, nhất là vào những thời điểm bản mệnh chủ quan lơ là. Đặc biệt, năm nay Dần còn bị sao trực phù chiếu, sự đa nghi của bạn trở nên mạnh mẽ hơn, bạn khó tin tưởng người khác trong quá trình làm việc chung, nên có thể bỏ lỡ những cơ hội hợp tác tốt đẹp. Con giáp này có xu hướng muốn tách biệt, làm việc độc lập, bởi cho rằng mọi thứ mình làm chỉ có bạn mới hiểu và nắm chắc. Có bàn tay người khác nhúng vào rất dễ nảy sinh xung đột, song cũng bởi thế mà mọi việc phải tự thân một mình cố gắng, đôi khi vất vả mà còn không được ghi nhận xứng đáng vì sức người có hạn. Năm nay, bạn cũng nên tiết chế cảm xúc chớ nên nóng nảy trong cách hành động làm việc và lời nói, dù có muốn thể hiện quan điểm của mình tới đâu, cũng nên chú ý hoàn cảnh kẻo sức thị phi vào người. Về phương diện tài lộc, dù đầu năm không có tài tinh chiếu mệnh, song tình hình tài chính của Dần cũng không đến mức đáng ngại, vẫn có cơ hội kiếm tiền đầy túi nếu thực sự kiên trì và tỉnh táo. Với người làm cố định, công việc ổn định nên thu nhập của những chú hổ cũng được đảm bảo, chỉ cần bạn chăm chỉ thì không lo thiếu ăn thiếu mặc, bên cạnh đó bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý thì tiền bạc vẫn được coi là rủng rỉnh. Việc làm ăn kinh doanh đầu năm túc tắc vẫn có lợi nhuận thu về, bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới, đặc biệt những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao, những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn đấy, nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không lường trước hết được. Khi có những quyết định quan trọng, bản mệnh đừng nhìn ở hiện trạng, mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi ra quyết định nhé. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối, nhất là khi có người nhiều kinh nghiệm can ngăn. Thì đừng cố làm ngược lại để thể hiện bản thân trong lúc này, vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, vì thế đầu năm bạn cũng nên hạn chế tối đa việc cho người khác vay mượn. Ngũ hành dự báo về đường tình duyên của Dần đối mặt với khá nhiều trở ngại đầu năm 2024 này, dù là người có đôi có cặp, hai người đang độc thân, đều có những nỗi buồn tủi khó sẻ chia, với các cặp đôi hiểu lầm liên tục xảy ra nhưng không được tháo gỡ kịp thời. Có thể là nguyên nhân phá hỏng mối quan hệ tình cảm của con giáp này với nửa kia, nếu có thể tránh những chủ đề nhạy cảm của cả hai ngay từ đầu, vấn đề có lẽ đã không nghiêm trọng đến vậy. Theo tử vi cho biết, tuổi Bính Dần sinh năm 1986 sẽ là con giáp may mắn và hanh thông hơn cả trong thời gian này. Bước sang đầu năm 2024, người tuổi Bính Dần được đánh giá là trải qua một giai đoạn tích cực và lạc quan hơn khi bạn chính là con giáp may mắn thời gian này. Đây sẽ là lúc mang tới nhiều thông tin thú vị và đa phần chúng đều hữu ích cho chặng đường phát triển sự nghiệp hiện tại của bạn. Đặc biệt, Bính Dần sẽ có thêm những người bạn mới, những người sẽ muốn sát cánh cùng bạn trên đường cao danh vọng. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn luôn có sự lựa chọn người bạn đồng hành đúng đắn và hợp lý nhất. Cơ hội phát tài cũng đang đến rất gần với con giáp này, bạn hãy vui vẻ đón nhận, dù đó là một cơ hội nhỏ, nhưng vẫn hoàn toàn có thể trở thành nguồn thu lớn cho bạn trong thời gian sắp tới, thậm chí bạn còn đủ tiền để trang trải cuộc sống của mình một cách dễ dàng hơn. Tuổi Bính Dần cũng sẽ có cơ hội được tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên người thân và gia đình trong đầu năm này. Bạn cũng có thể cân nhắc một chuyến du lịch ngắn ngày để hâm nóng tình cảm của cả gia đình. Con giáp thứ 5, xin chúc mừng người tuổi Tý.
Xin chúc mừng tuổi Tý, vì dưới sự nâng đỡ mạnh mẽ của cục diện tam hợp thái tuế, dù đầu năm cuối tam tai, nhưng người tuổi Tý vẫn gặt hái được rất nhiều thành quả nhất định. Ở đầu năm 2024 này, tình trạng sa sút của năm ngoái gần như đã bớt đi nhiều phần. Vận khí của bản mệnh tuy chưa thực sự thăng hoa, nhưng cũng được coi là ổn định, không có quá nhiều thăng trầm, nhưng cũng không thiếu sự đột phá. Cần chú trọng quản lý bản thân, nâng cao năng lực, cân bằng giữa cuộc sống và công việc thì mới có thể cải thiện được vận trình. Xét về vận trình sự nghiệp, cát khí từ tam hợp cục cho thấy người tuổi Tý sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp vào năm 2024. Có nhiều cải thiện rõ rệt, nhưng bên cạnh đó vẫn không thể không chuẩn bị cho mình cả những thách thức mà bạn sẽ phải đối mặt nếu như năm 2023 trước đó. Bản mệnh đối mặt với không ít khó khăn trong công việc, thường xuyên có cảm giác bị kìm hãm, luôn ở thế bị động, khó phát huy bản thân như mong muốn. Thì khi bước sang năm Giáp Thìn 2024, tình trạng bế tắc đó gần như không còn có ảnh hưởng đến bạn. Bằng chính nỗ lực của mình, con giáp này có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Hơn nữa, các mối quan hệ với đồng nghiệp cấp trên, khách hàng, đối tác đều được củng cố và mở rộng, tăng khả năng được trọng dụng và gặp quý nhân. Tuy nhiên, dù đã là năm cuối nhưng ảnh hưởng của tam tai vẫn còn đó, nhắc nhở tuổi Tý chớ nên tự tin quá mà tự làm hại bản thân. Sự chủ quan có thể khiến bạn phải trả giá đắt, nhất là trong những công việc vốn đã thành thạo và quen thuộc nhưng lại mắc sai lầm lớn từ những chi tiết nhỏ, hoặc khi được trao trọng trách mới nhưng bạn lại suy nghĩ quá đơn giản, thiếu sự học hỏi mà chỉ dựa vào phán đoán chủ quan, sẽ dễ thất bại do thiếu kinh nghiệm. Một số người làm công ăn lương có thể đã quá quen với sự ổn định nên ngại thử thách, thiếu tính đột phá, cho dù cơ hội vẫn đang đợi bạn khám phá. Bạn nên mạnh dạn thử sức với những điều mới mẻ, sống cần thay đổi cách nghĩ mà rộng tầm nhìn, miễn là bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể đạt được thành tích tốt hơn và được lãnh đạo ghi nhận. Đồng thời, dù làm ở lĩnh vực nào, con giáp này cũng cần quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử, trở vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến lợi ích công ty và của người khác. Những người trong giai đoạn tìm việc có thể sẽ tìm được công việc ưng ý hoặc nhập môi trường mới nhanh chóng. Ở giai đoạn bắt đầu này, bạn sẽ cần phải thực tế hơn, tích cực học hỏi và trau dồi kinh nghiệm, tạo ấn tượng tốt ngay từ ban đầu thì tháng ngày sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với bạn. Nhìn chung năm 2024 này sẽ thử thách lòng kiên cường và tinh thần chiến đấu bền bỉ của tuổi này, chỉ cần bạn không ngại gian khổ và bền bỉ, vượt qua những khó khăn trước mắt, sự nghiệp của bạn sẽ dần tươi sáng hơn và sẽ phát triển rất tốt vào năm 2024. Về phương diện tài lộc, tài khí của bản mệnh đầu năm Sát thì đặc biệt lý tưởng, càng chăm chỉ, càng xông xáo làm ăn thì càng dễ thu được nhiều món lợi. Được cả hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, con giáp này có tầm nhìn sáng suốt, quản lý tài chính khôn ngoan, biết cách dùng tiền đúng chỗ đúng lúc, nhất là trong các dự án phát triển đầy triển vọng và sẽ thu về khoản lớn lợi nhuận không nhỏ. Năm 2023 trước đó, tài lộc của Tý vốn khá ảm đạm, việc chính không xô xẻ mà việc phụ cũng chẳng đem đến lợi nhuận là bao, khiến thu nhập chững lại. Một vài dự án đầu tư mù quáng trước đó cũng khiến cho con giáp này tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ, nhưng cuối cùng cũng như muối bỏ biển, công sức như dã tràng. Thế nhưng, khi bước sang đầu năm 2024, mọi thứ sẽ rất khác, đặc biệt là giai đoạn đầu năm, theo đó thì sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Công việc thuận lợi kéo theo thu nhập tăng cao, người tay trái hay tay phải đều sẽ kiếm về cho bạn một khoản tiền kha khá. Một số người còn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, đối tác, tất cả nhờ vào các mối quan hệ mà Tý đã thành công vun vén bấy lâu. Do đó bạn nên tránh để tâm trạng thất thường của mình làm xấu đi các mối quan hệ đó. Đừng vì chút chuyện mà sinh nóng nảy cáu giận, đồng thời chú ý đến giao tiếp với mọi người và tránh những mâu thuẫn và xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Tiền bạc kiếm được nhiều nhưng nếu bản mệnh không có ý thức giữ gìn và tích lũy thì cũng dễ hao hụt nhanh chóng. Bản mệnh cần duy trì thói quen tiết kiệm. Tử vi năm 2024 đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm đối với con giáp này. Trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi Tý cần phải lên kế hoạch cẩn thận, tăng thu giảm chi. Không nên tiêu trước trả sau, kẻo phải lao đao mệt mỏi. Đồng thời bạn có thể chủ động tìm kiếm thêm các nguồn thu khác để tăng thu nhập cho bản thân, đặc biệt đầu năm nay. Nên tập trung làm ăn theo định hướng của bản thân, không nên chạy theo xu hướng một cách mù quáng mà đầu tư mạo hiểm, chớ nghe lời rủ rê đầu tư hay đứng ra cho vay mượn, đứng tên thay người khác, cẩn thận vướng vào vòng lao lý. Trong các mối quan hệ dù có thân thiết đến đâu, cũng cần có sự đề phòng cần thiết, kẻo bị lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền bạc. Theo tư vi cho biết, tuổi Canh Tý sinh năm 1960 sẽ là con giáp có vận trình may mắn và hanh thông hơn cả. Trong thời gian đầu năm 2024 này, theo tử vi khoa học dự đoán,
Người tuổi Thanh Tý cũng được dự báo là một trong những con giáp may mắn nhất, hứa hẹn nhiều cơ hội tốt để chứng minh bản thân và đạt được những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Dù tuổi đã không còn trẻ, dự báo sẽ có ai đó thổi vào cuộc sống của bạn những luồng cảm hứng mới với những công việc vui tươi sôi động, giúp bạn quên đi rắc rối đau đầu trước đó. Công việc có nhiều tiến triển tốt đẹp, hiệu quả được nâng cao thấy rõ những lúc đang có cát khí đồng hành. Canh Tý hãy cố gắng làm quen và kết bạn với những người bạn mới. Bạn sẽ thấy cuộc sống thú vị và hạnh phúc hơn rất nhiều. Mọi lo lắng về chuyện tiền bạc sẽ chấm dứt khi có tài tinh ghé thăm. Nhờ đó mà bạn sẽ thoải mái mua sắm giải tỏa căng thẳng đã xảy ra trong thời gian qua. Thậm chí bạn có một phần nhỏ tiền bạc để dành dụm tiết kiệm để thoải mái an hưởng tuổi già. Quý vị thân mến, người ta nợ bạn, ông trời sẽ trả lại cho bạn. Những thứ bạn mất đi đều sẽ trở lại trong tương lai dưới hình thức khác. Ví dụ, khi bạn cho đi một cách nhiệt tình nhưng lại bị lừa dối hoặc phản bội, lúc này bạn có thể tức giận, thầm trách số phận bất công. Tuy nhiên, nếu mở rộng tầm nhìn, bạn sẽ nhận thấy rằng thực ra bạn không hề mất đi bất cứ điều gì. Vì số phận sẽ đền đáp cho bạn, trên thế gian này có quy luật bảo toàn đang hoạt động. Khi bị mất đi thứ gì đó, thì tự nhiên sẽ có được một thứ khác. Được và mất, âm và dương, cấu thành đến thế giới hồng trần này. Do đó chúng ta cần phải giữ bình tĩnh, tâm trí ôn hòa và mọi thứ sẽ diễn ra theo quy luật tự nhiên. Vì vậy, hãy yên tĩnh chờ đợi sự an bài của thiên ý. Khi bạn sống và trưởng thành hơn, bạn sẽ gặp được những mối quan hệ tốt hơn và những người tốt hơn. Những ai thật sự thuộc về bạn thì họ sẽ tự đến. Hãy tin rằng sự phó thác cuộc đời cuối cùng cũng sẽ được đền đáp. Tuy nhiên, phần thưởng sẽ xuất hiện ở thời điểm mà bạn ít ngờ đến nhất. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.